khu công nghiệp Kim Động do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng GDK làm chủ đầu tư có quy mô 100 ha trên địa bàn các xã Chính Nghĩa, Phạm Ngũ Lão và Toàn Thắng, huyện Kim Động, được Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Kim Động đã ban hành quyết định thu hồi đất, đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với phần diện tích gần 50 ha đất, tổng số tiền là trên 115 tỷ đồng. Phần diện tích còn lại khoảng 45 ha của 675 hộ gia đình cá nhân thuộc xã Phạm Ngũ Lão và Toàn Thắng đã thực hiện kiểm kê, chưa phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ. Tổng số tiền chủ đầu tư đã ứng để chi trả tiền bồi thường hỗ trợ được 30 tỷ đồng. Tuy vậy, khi phương án bồi thường được duyệt nhưng chủ đầu tư không chuyển tiền đủ để huyện chi trả cho các hộ dân kịp thời đã tạo bức xúc cho người dân. Trên địa bàn thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão có 37 mẫu đất nông nghiệp chuyên canh tác lúa của hàng chục hộ dân. Từ nhiều năm nay đã bỏ hoang do người dân không dám đầu tư bởi không biết dự án khi nào thu hồi đất. Cánh đồng này nhà tôi cấy là 2 xào, hiện nay là GDK cũng ký độ 2-3 lần. Họp rồi được ký kết bán, vâng, rồi là ký giấy rồi, rồi là hẹn ngày lấy tiền rồi là chưa trả tiền chúng tôi. Đã thông báo cho dân rất nhiều lần để thu hồi và chúng tôi cũng đã thông báo cho dân đến xã, đến thôn. Rồi thậm chí mang danh các cái giấy tờ văn bản đến từng hộ dân, ký rất nhiều lần, thu hồi để trả tiền. Thế mà bây giờ mỗi một hộ dân này được có 168 thôi, ruộng thôi. Có những nhà bây giờ gần như là coi là bỏ như này là mất hết cả ruộng. Có những nhà coi là có độ vài sào đây coi như là bỏ không, thế bây giờ lấy gì mà sinh sống, mười mấy năm nay. Nhân dân trong thôn Cốc Ngang chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, rất nhiều gia đình muốn sản xuất lúa nhưng do đã có thông báo thu hồi nên không dám quy hoạch đồng ruộng. Trong khi đó, hệ thống thủy lợi từ nhiều năm không được đầu tư nạo vét, vì vậy khó khăn trong việc tưới tiêu. Đã có kế hoạch thu hồi thì nhà nước sẽ không đầu tư vào các cái công trình thủy lợi, ví dụ như mương te, đường. Thế do vậy là dân là không cấy được. Nếu có cấy thì cái công tác tưới là gặp rất nhiều khó khăn. Công tác tiêu thì chưa mưa thì đã ngập, hệ thống thủy lợi là đã các mương te đã đầy rồi, nó ngang với ruộng. Vì vậy các sở ngành liên quan huyện Kim Động cần yêu cầu chủ đầu tư ứng kinh phí giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân trong vùng dự án.